đi 7.353 cây. Con này thì đang bọc keo. Vận chuyển về nó có bị chảy mất tí tem ở đây. À, gửi về với toàn giấy không? Hàng mới về, con này giá nhiêu ta? À, 50 triệu ABS, đi 2.000 coi đúng không? Như xe mới. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì theo yêu cầu của anh chị và các bạn cập nhật lô mô tô cũ một số dòng mới về. Địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương. Số điện thoại là 0927704418. Ngoài ra thì những anh em đã đặt những câu hỏi trước thì có comment bên dưới thì tí nữa mình quay mình trả lời luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phong. Xin chào anh em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu vài cái con xe nó vừa cập bến về. Đầu tiên Beo. Beo 300 con này mới về lại. Đi Beo 300. Con này đi có 5.600 cây thôi, nó có gắn cái cảng bô độ. Anh em nào mà không thích thì mình có thể là đổi bô khác. Không thành vấn đề. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 90 triệu, xe đã rút sẵn hồ sơ. 90 triệu. Nên tiện đây thì Beo thì còn thêm okay. Con màu đỏ nữa thôi. Cũng nữa có con màu xám mà đây rồi mua mất rồi. Còn mỗi một con màu đỏ nữa. Con này thì đi 5.484 cây, nó là 2019 biển Sài Gòn. Nó lên được cái ba ga này thôi. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 92 triệu. 92. Rồi, okay. Ở trong này mình có về thêm một con MT 300 đi rồi. CB 150 hả? Hả? CB 150 hả? Ok, ở đứng trong kia. CB 300 thì không có hàng. Rồi. MT03 này anh em hỏi có khá nhiều. Hàng này lâu lắm rồi mới về này. Con này thì đang bọc keo. Vận chuyển về nó có bị chảy mất tí tem ở đây. À, gửi về với toàn giấy không? Ở đây vẫn đang bọc keo trong kín hết. 2017 biển Bến Tre. Đi 31.000 cây. Chiếc này thì mình sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 75 triệu cho nhanh đi. Bao nhiêu? 75. 75. Đúng rồi. Đó MT03 dòng này lâu lắm rồi mới về trở lại nè. Thì anh em nào mua thì tranh thủ thời gian liền á, mình chỉ up lên anh em nào gặp thì rất nhanh gọn lý ha. 75 triệu. Mua trả góp thì cũng chỉ trả 35 triệu đúng không? Đúng rồi, trả 35 triệu được. Ok. Đây. Rồi, 302 con này mới về đẹp nhỉ. 302 vẫn cái con biển 61 hôm trước á. Anh em đi nặng quá lại lên đổi sang thằng MT15. À đúng rồi, MT15. Đi 7.353 cây. Biển số 61 Bình Dương, xe tất cả đều nguyên bản hết. Con này thì chưa có độ chế, chưa có lên món gì. Cái này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 50 triệu. Ba lẻ hai thì nghe tiếng máy rất phê, nhưng mà nó là hàng Trung Quốc sản xuất, nên để mà đảm bảo như những cái dòng như 300 như thằng MT03 hay Z3 thì nó không thể lại được. Đấy, nhưng mà được cái là tiếng máy hay, giá rẻ. Bao nhiêu tiền đó? Con này 50. 50. Đây. Bên. Còn cái con đây, bên con kia? Con đấy chưa. Con này mới về. Đó, rồi 15 bữa nay về thêm con này nhá. Con này thì nó chỉ đi có 2.715 cây thôi. Biển số 62 Long An. Đấy. Con này thì khả năng bây giờ nó là đi ít nhất cửa hàng này. 2.000 mấy cây. Đấy. Lâu lắm mà bác nó về đâu bán nó. Con này thì để cho anh em 47 triệu 2020. Bao nhiêu? 2.000 cây, 47 triệu. 47 triệu. Đúng rồi. Tính ra mua quá rẻ.
À, nhắc tới lại có một câu hỏi của cái anh gì ta gì ta. Câu hỏi nói là R15 à, bán 4 mấy triệu thì đi mua sim mới. Có những con 5 mấy triệu nói là 5 mấy triệu đó là anh coi chắc có nghĩa là anh coi cái video chắc mình nghĩ là lâu rồi. Ừ. Nhưng năm mà mấy tại... thì nó phải cách đây cả năm rồi. Nhưng mà anh bảo là gì hết bán con này 60 triệu. Mà nghĩ là không có chuyện giá 60 triệu để mà khi mà mua một con để ra tên hoàn chỉnh bởi con này. Ừ, cũng khả năng là cũng có, nhưng mà ví dụ như cái cửa hàng xe mới thì nó còn lại một con nó bán bỏ. Nhưng mà khó. Thì khả năng là có, nhưng còn nếu mà giá của Yamaha hay giá của những cái chỗ đại lý chuyên bán mô tô thì sẽ không có cái giá mà 60 triệu xe mới đâu. Đúng rồi, không bao giờ có. Ừ. Rất khó. Cho rẻ nhất cũng phải khoảng cứ 6-7 triệu. Đúng. Ra tiền dù có rỉ thì ra tiền xong cậu có hết cũng rỉ. Đúng rồi. 65 tới 67 triệu là rỉ. Ừ. Rồi, đang đi ly 175. Con này hết bình. Con này thì đi 10.000 cây, biển số 72 Vũng Tàu. Sẽ để cho anh em là 32 triệu. 32 triệu. GXS này. À đấy đúng rồi, con GXS này con hôm nay mới về. Đồ, nó làm cái đầu thôi không? Một cái ốp ngoài thôi. Ốp mà. Ốp ngoài. Ốp đầu giống nhìn MT thôi. Đúng rồi. Ốp đầu rồi ốp đuôi. Đó. Anh ta nào mà hỏi GXS thì thôi. Còn nó tóm lại là con này màu gì? À nó màu đen, cái này nó xanh xanh, cái ốp ngoài là ốp màu xanh dán lại. Xe màu đen. Đây chảy mất tí này. Chảy mất tí này. Đi 12.000 cây. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 32 triệu. 32 triệu. À, 32 đây triệu. Thì có Su Bandit. Triệu. Đó, con này cũng con này mới cũng về. Mới này. Về đúng không? CB 190. 190F. Đi 10 xem này. Này sao Odo nó lại 00 nhỉ? Này chắc là đồng hồ là nó tua về 00. Thì còn xe này nếu mà xem cái chất xe này thì nó phải chạy khoảng cỡ mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn. Con này sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 43 triệu. 43 triệu. 43 okay. Triệu. Rồi con này vẫn còn này. Con này mình thấy có mấy anh em hỏi. CB150. Xe đi 1.200 cây. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 82 triệu. 82. Mua dùm cho ông anh nào Thanh Hóa phải không? Dạ đúng rồi. Bảo cái xe này đây. Cái con này thì nó là rẻ nhất. Dạ. Biển Sài Gòn nữa, nhưng mà nó là xe xấu nhất. Có thể chọn lên mấy cái con nó cao hơn tí như con này chẳng hạn này, 41 triệu nó đẹp hơn nhiều. Con này mâm miếc nó sơn lại với một vài chi tiết là nó có sơn lại mấy cái như này. Là thích cái xe nào đi. Nó gắn mấy cái dạ. Đồ kiểu này rồi. Đấy. Còn nếu mà muốn đẹp hơn chút thì nó cũng chỉ cao hơn tí xíu thôi. Đấy. Tại vì mình sang tên với Thanh Hóa không nhất thiết phải lấy biển Sài Gòn. Dạ, mấy cái biển như này thì cũng như nhau thôi. Đúng rồi. Con bên này có 41 thôi. Hoặc là có mấy cái con 40 như con đỏ đỏ bên trong á. Có 40 triệu thôi. Nó đẹp hơn cái con 38 nhiều lắm. Ok. À. Rồi. Con này thì nó là GFX Laser 220cc. Đấy, con này thì giá hiện tại mình đang bán là 36 triệu biển Sài Gòn đi 13.000 cây. Cái thằng GFX này nó cũng dạng là phân khối lớn, giá rẻ thì nó đi kèm với chất lượng thì nó sẽ không ngon bằng những xe chính hãng được nha. Ok. Nó cũng là xe chính hãng của GFX nhưng mà nó là một cái hãng rất là mới của Thái. Ví dụ như chạy côn số thì lúc nào nó cũng nặng nề hơn là những cái thằng như Honda. Thôi mở đích con mấy anh em hỏi nữa này. Con này là đèn tròn. Biển 47 Đắk Lắk, xe 2015-2016 thì nó là đèn tròn. Đi 25.000 cây.
Em để cho anh em 23 triệu. 23 triệu. Rồi. Ở đây thì bán rồi. Beo này bán rồi đó. Beo này thì anh em ở Sài Gòn mua rồi, đặt cọc rồi. Ờ, beo tàu đây thì giá 25 triệu một con. Một con đây là 170 cc biển số 47 Đắk Lắk. Đấy. Con này thì nó là 125 biển Bình Dương. Nó là beo tàu, nhìn thấy kiểu dáng rồi là nó hai máy nổi nó hay. Nhưng nếu mà chất lượng mà chạy ngon lành thì tất nhiên là tàu nó không thể ngon được rồi. Đấy, còn nếu mà anh em muốn ngon hơn thì có thể bỏ thêm tiền mua mấy thằng SuGZ à. Nó sẽ chạy đảm bảo hơn. Nhưng mà SuGZ thì nó có một máy nghe nó chả sướng. Đấy, ví dụ như mấy cái dòng GZ 150 này nó là phun xăng điện tử, tất cả công nghệ nó đều có đầy đủ để chạy. GZ thì còn 1, 2, 3, 4, 5 con. Con này thì nó là biển số 94, giá 42 triệu đi 27 ngàn cây. Xe 2017, 2018 thì... Ok. Rồi, con này à, thùng cốp của nó là đầy đủ hết. Thùng cốp đầy đủ hết. Con này thì đời thấp, đời 2012 nhưng nó là 150 FI. Giá 35 triệu biển 63 Tiền Giang. Rồi, con này. Con này biển 66 Đồng Tháp thì nó là xe 2018 đi được 27 ngàn. Giá của con này thì nó là 49 triệu. Không biết nó còn bình không? Hết bình. Con này thì nó là 2018 đi 3.000 cây. Nó thùng cốp đầy đủ mà mình chưa gắn vào. Anh em mua thì mình sẽ gắn đầy đủ. Giá là 52 triệu biển 66 Đồng Tháp. Ok. Rồi, tiếp tục con cuối cùng của GZ, biển số 92. 92 Quảng Nam. Con này thì xem nào, chạy 17.000, giá 50 triệu, xe 2018. Biển Quảng Nam. Rồi, ở đây thì FZ 250. Này đi 36.000. Hồ sơ rút sẵn rồi anh em, chỉ sẵn về ra tên thôi. Giá nó là 40 triệu. Alo ạ. Rồi, KTM Duke 200. Rồi. Rồi. Được. Ok. Rồi đem lên đây em điều chỉnh cho nhá. Rồi ok. Rồi ok. Con này nó là Duke 200. Trọng đâu rồi gọi bán hàng. Bảo chờ anh một tí. Chiếc này thì hồ sơ rút sẵn rồi. Anh em sẵn để ra tên, giá 30 triệu. Thế còn đây là Fusan 200 của Ấn Độ. Này thì giá nó là 28 triệu. 28 triệu. Cái thằng Duke này hay là thằng Fusan này, nó 200cc mà giá rẻ thì chất lượng xe của nó thì cũng bình thường, nó chạy hơn mấy thằng Trung Quốc gốc một tí thôi. Thôi Ligon 200. Ligon 200 biển Đồng Nai đi 14.000 cây. Con này thì mình đang bán ở mức giá là 35 triệu. Đợt này là chỉ có báo giá bán thôi nhưng còn không có giảm hơn đâu anh em nhé. Mấy cái này là trước là đã giảm rồi đó anh chị và bạn ha. Mua trả góp thì trả tầm 5-7 triệu là mua được. Rồi, FZ này. FZ thì bên này. Con này thì nó chỉ có 24 triệu. Biển... Hôm qua anh nào mà hỏi FZ thì đây. FZ mình báo sơ sơ cho anh em. Con này hết bình rồi. Con này có 24 triệu biển Long An. Nó có sơn lại cái màu sơn. Chị ơi, con này, về trước đi con, bố có việc. Mấy con FZ thì giờ thì rẻ lắm. Nếu mà anh em mua thằng Duke thì mình có thể là lựa chọn thằng FZ này. Nó chạy ngon hơn nhiều. Chiếc này thì nó chỉ có 25 triệu thôi, biển 67 An Giang. Con này. Bán rồi cọc 10 triệu.
Bán rồi. Rồi, con này. Này 26 triệu. 26. Con này thì rút sẵn hồ sơ rồi. Con này thì nó có dọn sơ lại dàn áo với lốp máy là nó cũng bắn lại rồi. Rồi. Chiếc này 27 triệu. Này biển 68 Kiên Giang. Đó 27 triệu nha anh em. Hết bình. Đợt này có một nhân viên một nên thành ra là không có chăm sóc được hết hay bị hết bình. Rồi, biển 65 Cần Thơ 28 triệu. Trắng trắng vàng vàng. Rồi. Ở đây có con Bell Mini. Bell này Bell Trung Quốc, giá nó chỉ có 12 triệu. Cái này thì anh em là tướng nhỏ con thì đi nó cũng khá là hay. Máy móc thì bình thường. 12 triệu. Rồi Sugar D thì là 16. Rồi, con đây nữa thì con Boss City của nó là xe mới, siêu lăn bánh. Xe tàu. Giá 21 triệu. Ok. Kangoo 350. 350. Kangoo 350 thì đang giảm xuống còn 36 triệu. Kangoo 250 thì 26. Rồi Phoenix 300 28 triệu. Mấy cái loại này là xe Trung Quốc. Xe Trung Quốc thì mình không có bảo hành máy và không có bao rút hồ sơ. Ok. Đấy. Ở đây thì có Fusan 200 thì hai con đều bản ABS hết. Con màu xanh này hồ sơ rút sẵn rồi và con này thì mình đang bán 40. Còn con màu đen đây thì nó xấu hơn, giá nó chỉ có 33 thôi. 33. Biển 92 Quảng Nam. Con CBR Thái độ không? Con này thì máy độ, giá 25 triệu. 25 triệu. Còn hai con FZ này thì anh em cũng đặt cọc rồi. Ok. Rồi, thì đó là toàn bộ những cái lô xe mà bữa giờ mình quay mình tách ra theo dòng, thì còn lại những cái dòng này chưa quay cho anh chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn nào mua những cái dòng nào thì mình liên hệ. Ngày mai thì thứ 6 thì mình Vân Phong sẽ live trực tiếp luôn, trả lời cho anh em lúc 19 giờ. Cảm ơn anh chị và các bạn xem clip ha. Xin chào.